Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Marcy, chúng ta đã nói quá nhiều về cô ấy, đến nỗi nếu không có một hướng dẫn hoàn chỉnh để cứu rỗi những fanboy đã đưa cô vợ quốc dân này vượt mặt cả gã béo Butcher để chiếm vị trí top 1 hero được chơi nhiều nhất tuần qua, thì thật là thiếu sót lớn. Vậy thì trong video hôm nay, anh em hãy cùng Meme đi qua cách chơi vợ tôi ở vị trí offlane nhé. Wow, xe Yamaha Sirius Fi 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại. Động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius Fi 2021 hoàn toàn mới. Marcy là hero có sự linh hoạt về cả vai trò lẫn kỹ năng ra trận. Xuất thân là trợ thủ đắc lực của Mirana trong series Dota Dragon's Blood. Nhưng Marcy có vẻ chỉ đang giấu nghề thôi, chứ không thể nào một em support lại có thể đấm vỡ mồm từ đủ loại thực thể vũ trụ cho tới các quỷ vương tối cao trong Dota 2 thế này được. Theo ý kiến của các pro player thì hiện Marcy đang làm mưa làm gió vị trí đường giữa, đơn giản vì cô nàng mới ra mắt và còn đang cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên trong thời gian tới khi Marcy được cân nhắc lại thì khả năng cao cô ấy sẽ phù hợp với vị trí position 4, carry hay đặc biệt là offlane do có bộ skill giống như sự kết hợp giữa Tux, Monkey King và Earth Spirit. Ưu điểm: xinh, xinh và rất xinh. Quan trọng là nói 3 lần. Bộ skill linh hoạt từ công tới thủ, vừa có buff đồng đội, vừa bay nhảy như chim. Anh em có thể tham khảo thêm trong video Hero Spotlight Marcy của tụi mình nhé. Sát thương khởi điểm tốt, attack animation gọn giúp last hit dễ. Hero hệ sức mạnh mà chỉ số cộng mỗi level còn cao. Vừa xinh, vừa khỏe. Nhược điểm: skill thì linh hoạt mà mana pool thì bé như số dư tài khoản ngân hàng của tôi vậy. Tương đối khó làm quen với người chơi mới. Cô ấy có tất cả, nhưng thiếu tôi. Xu hướng hiện tại của Marcy ở vai trò offlane đa phần đều tập trung phát huy điểm mạnh của hai kỹ năng Dispose và Rebound. Với chiêu 1 Dispose thì kỹ năng này hoạt động không khác gì Horn Toss của Magnus cả. Hơn nữa skill này còn giúp cô counter cực tốt những hero dạng cơ động như Ember, Storm giúp đi lên dễ hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể toss đối phương, creep và bất kỳ thứ gì mình muốn. Một điểm mạnh khác khiến Marcy đi offlane cực kỳ dễ thở đó là Rebound. Chiêu này phải nói là khủng. Bạn có thể di chuyển gần 2.000 đơn vị chỉ với một điểm bỏ vào nó. Do đó nâng ngay từ đầu để đi tranh rune không bao giờ phí. Tranh thủ xài không sao bị nerf nha. Marcy đi offlane sẽ có hai trường hợp. Nếu support cho core đi chung thì sau khi đã nâng rebound và dispel mỗi skill một điểm thì nên max vào sidekick để buff cho đồng minh. Chiêu này phải nói như là Sentinel vậy. Bạn dùng Sentinel này lên carry đồng đội, nó sẽ mạnh hơn khi tốc độ tấn công được tăng lên bởi nó là sát thương và hút máu. Nếu là core đi offlane thì cứ dispose và rebound mà dã. Tới tầm phút thứ 10 mới bắt đầu nâng vào sidekick cũng chưa muộn. Bạn có thể chọn max dispose đầu tiên, nhưng hầu hết pro player đều max rebound trước do nó mạnh hơn nhờ cooldown thấp và là chiêu cơ động. Ultimate dĩ nhiên lên đúng cấp. Lưu ý bật nó trước khi bạn nhảy vào ai. Sau khi nhảy vào thì thực hiện combo đánh. Sau khi nhảy vào thì thực hiện combo đánh, toss rồi đánh tiếp. Sau đó nhìn đối phương lên bảng thôi. Với hai nhánh level 10 và 15 thì để tăng khả năng sống sót khi đi offlane và tối ưu tính linh hoạt thì nhánh cộng 5 giáp và tăng cự ly thi triển rebound là những lựa chọn không tồi. Hai nhánh level 20 và 25 thì anh em cứ tùy trường hợp mà quất nhá. Đầu game thì cứ vài nhánh Tango, hai cọng rau muống để lát lên Magic Wand, thêm quả dìu duyên dáng để farm cho lẹ, rồi tậu hai cái bao tay Gauntlet of Strength để sau lên Bracer. Trong hầu hết trường hợp bạn sẽ cần có Soul Ring sớm để hỗ trợ cho cái mana pool bé tí ti của cô nàng. Nếu bạn muốn đi gank nhiều hơn ở giữa game thì Orb of Venom cũng là lựa chọn không tồi, để nâng dần lên Orb of Corrosion. Nó cực mạnh để stack slow với rebound và còn tăng sát thương ulti nữa. Giữa game là lúc bạn đã hoàn thành xong những trang bị đã nói đến trước đấy và một đôi Facebook để chuẩn bị cho những key item tiếp theo như Blacking Bar hay Echo Saber. Tùy vào lineup hai bên mà bạn có thể tiếp tục chọn lên các món như Armlet of Mordigian, Maelstrom, Mage Slayer, Basher, Daedalus, Azul Kuras, Silver Edge hoặc Sentinel để hướng tới giai đoạn cuối game. Một lưu ý là bạn cũng có thể chọn thay Blink bằng Aether Lens, bởi Aether Lens là trang bị rất hời với một hero cơ động như Marcy, vừa tăng phạm vi range của rebound lên gấp đôi, vừa tăng phạm vi nắm của dispose và còn cho bạn nhiều mana nữa. Dĩ nhiên việc lên đồ thế nào cũng tùy tình huống, do đó bạn có thể tùy ý lên bất cứ món nào bạn cảm thấy phù hợp để luyện khả năng ứng biến và linh hoạt khi lên các mức rank cao nhé. Marcy sẽ hợp cả với những hero có khả năng bắt kịp sự lanh lẹ của cô như Pangolier, Spirit Breaker, Bad Rider, Timbersaw hay Windranger. Ngoài ra, nếu được Faeless Void, Naga Siren, Puck hay Winter Wyvern setup combat trước, thì Marcy cũng sẽ tự tin nhảy vào lòng địch, quẩy tung nóc lâu hơn. Vừa là bạn, vừa là thù, những hero có khả năng cơ động cao vừa nói ở trên cũng sẽ counter cứng nếu cô nàng bị focus quá nhiều ở giai đoạn đầu. Bên cạnh đấy, Marcy cực kỳ không thích những hero giữ chân cô một chỗ như Shadow Shaman,
Bane, Kunkka hay Disruptor. Những hero có khả năng giảm sát thương như Dragon Knight, Lycan, Razor, Rubik cũng khiến Ultimate của Marcy bị phế đi rất nhiều. Ok, thế là hết rồi. Anh em có ý kiến gì về hướng dẫn này thì hãy comment bên dưới bình luận cho tụi mình biết về nhé. Và hero tiếp theo anh em muốn lên sóng like nào. Đừng quên like, share và subscribe cho MMA Studio bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.